Mới đây, hôn lễ vườn trăm năm dành cho năm cặp đôi khuyết tật do nhóm 30 sinh viên khoa báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ hôn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Năm cặp đôi này đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Khách mời chủ yếu là người thân của cô dâu chú rể, các nhà tài trợ, giảng viên, sinh viên khoa báo chí và truyền thông. Khoảnh khắc nắm tay bước lên lễ đường, các cặp tân lang tân nương ở hôn lễ vườn trăm năm đều không giấu nổi sự hạnh phúc. Hơn 10 năm gắn bó, việc được một lần sánh đôi cùng nhau trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi và bộ âu phục tưởng như đơn giản nhưng lại là mong ước bao năm nay của họ. Đối với các cặp đôi khuyết tật, hôn nhân nhiều khi là điều khá xa xỉ bởi họ không chỉ gặp khó khăn về kinh tế mà còn vấp phải sự phản đối từ gia đình. Không chỉ một gia đình mà có khi cả hai bên gia đình. Vì vậy, hôn lễ vườn trăm năm thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với các cặp đôi. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện sự kiện ý nghĩa này, các thành viên trong nhóm đều có chung mong muốn được lan tỏa tình yêu thương, khuyến khích sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng với những người khuyết tật. Đặc biệt là các cặp đôi đã trở thành vợ chồng nhiều năm nay nhưng không có điều kiện dắt tay nhau vào lễ đường. Trong vòng 2 tháng, nhóm sinh viên đã vận động nhau chuẩn bị kế hoạch tổ chức hôn lễ, liên hệ với những cặp đôi, kêu gọi các nhà tài trợ. Các sinh viên đã hỗ trợ các cặp đôi khuyết tật được thử váy cưới, nhẫn cưới và hơn hết, họ đã hiện thực hóa ước mơ của các cặp đôi. Đúng như thông điệp, gom mầm, gửi yêu thương tại hôn lễ vườn trăm năm, cô dâu chú rể không rót rượu vang, cắt bánh cưới, đốt pháo hoa như những buổi tiệc hào nhoáng khác mà cầm tay nhau tưới nước cho mầm cây tình yêu. Đến dự hôn lễ, các khách mời đều nhận được một túi hạt giống hoa lưu ly. Đây là loại hoa của sự thủy chung, tượng trưng cho tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng vô cùng nồng cháy. Chậu cây được ban tổ chức chuẩn bị chứa đựng những hạt giống hoa lưu ly được thu gom từ những khách mời. Mỗi hạt mầm yêu thương được gom góp ở đây với hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay vun đắp hạnh phúc cho các cặp đôi cô dâu chú rể để tình yêu của họ ngày càng tỏa ngát hương thơm. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, hành động này không chỉ thay cho lời chúc phúc, mong các cặp uyên ương luôn hòa hợp mà còn tượng trưng cho sự phát triển. Mầm cây ngày một lớn, ngày một cứng cáp chính là mong cầu cho cuộc sống ngày càng khởi sắc của các cặp đôi khuyết tật. Chị Phạm Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1970 và anh Hồ Tấn Vinh, sinh năm 1967 cũng là một cặp đôi đặc biệt như thế. Anh Vinh bị liệt cả hai chân, phải ngồi xe lăn hoàn toàn. Chị Mỹ Tiên có một chân không thể vận động, bệnh rối loạn tiền đình và đau lưng khiến chị không thể làm việc nhiều. Hai anh chị đã cưới nhau 6 năm nhưng chưa có điều kiện tổ chức lễ vì thu nhập còn bấp bênh. Không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc, chị Mỹ Tiên chia sẻ. Đây cũng chính là giây phút hai vợ chồng đã mơ ước từ lâu. Chị Mỹ Tiên trân trọng và gửi lời cảm ơn các bạn sinh viên đã hiện thực hóa cho vợ chồng chị một ước mơ thật đẹp. Là một trong những khách mời tham dự hôn lễ vườn trăm năm, Trần Tú Thanh, sinh viên năm thứ 2 ngành báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết bản thân thật sự ấn tượng với những gì mà vườn trăm năm mang lại. Bản thân cậu khi nhìn thấy các cô chú, anh chị trao nhẫn cho nhau đã không nén nổi sự xúc động. Chàng sinh viên năm 2 tin rằng, trong khoảnh khắc đó, nếu ai chứng kiến cũng đều cảm thấy xúc động như vậy, bởi ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.